ai mà chơi được. Đây, 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 tôi thấy một thằng trong nhà này. Ê, tôi sẽ không đi theo một cái lối đi của gọi là những người bình thường em nhá. Ấy, đi đi. Ê, mày canh ở đây này em ơi, trời ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhá mọi người. Và ok các bạn ạ, ở cái video này thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến thuật đấy là chấp địch 3 ván. Giờ lúc đấy là mình mới bắn thật để làm sao để cho kẻ địch nó mất cảnh giác nhá mọi người. Và khi mà đội bạn đã có một cái suy nghĩ gọi là ta đây là nhất, ta đây là số 1, gọi là bọn này là bọn gà, tuổi lin, tuổi tôm như thế, thì lúc đấy là mình mới lật kèo chúng nó sắp lờ cho chúng nó cay, cho nó cú mọi người nhá. Còn ghế chưa? Ghế 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 chưa? Và ok, thì lần này thì chúng ta đang tiếp tục là chơi ở trên cái chế độ tử chiến mọi người ạ. Thì bởi vì chúng ta đang chấp địch nên chúng ta gọi là xài tay không rồi. Anh em nghe cái câu là tay không bắt giặc chưa? Ôi dồi, vãi cả triệu luôn. Gọi là anh em nhìn thấy đồng đội thôi chưa? Lần lượt là từng chiến sĩ bắt đầu là ngã hết xuống rồi anh em ạ, của mỗi mình thôi. Đấy. Và đây là cái lúc mà chúng ta gọi là dùng tay không ra đây solo, gọi là đọ găng với chúng nó rồi anh em ạ. 1v4 với cả tay không thì chắc chắn là 90% chúng ta sẽ die mọi người ạ. Không thể nào mà sống sót được đâu. Nhưng mà ít nhất là mình sẽ gỡ gạc được một mạng này. Nào mày đây. Mày mày đây một thằng thằng nữa úi dồi ạ. Một kill luôn em, thấy cái gì chưa? Úi dồi, chạy vào trong đi, chạy vào trong đi, lăn lê một trường vào trong đi bạn ơi. Nào, lăn lê một trường vào trong đi. Biết thế mình để bố cái tính năng cờ la luôn này mà. Ơ, đã cứu nhau rồi à? Cái gì đây? Cái gì đấy bạn ơi? Nào, để ý nào. Bạn định xô ra bạn bắn mình à? Ây da, đau nhớ, đau nhớ. Cẳng đấy bạn ạ. Thôi, nói chung là chúng ta đã chấp định được 3 ván rồi mọi người ạ. Và bây giờ là đã đến cái thời khắc quyết định để chúng ta gọi là bắn thật rồi mọi người nhá. Đấy thì mình vẫn sẽ sử dụng cái khẩu súng gọi là tiểu liên mà mình rất là hay chơi và rất hay sử dụng, đấy là khẩu tiểu liên MP10 mọi người nhá. Ok, sau đó là mình sẽ mua thêm những cái trang bị phụ như kiểu là lựu đạn này này. Đấy, đấy là những cái trang bị không thể làm mà thiếu được. Được rồi. Mình mong là sắp tới ấy, là Gaia sẽ ra một chế độ đấy là có thể là gọi là gây sát thương lên đồng đội được. Chơi lúc đấy nó mới vui các bạn, lúc đấy là kiểu bóp giá đồng đội các thứ trôn nó mới vui. Chứ thi thoảng các bạn bắn ấy mà kiểu đồng đội nó không mất máu này đôi khi nó không được vui cho lắm. Thôi tôi nói vậy thôi chứ Ganana mà ra cái chế độ đấy mấy ông bóp suốt chứ chơi game ham hố gì đâu đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta núp sau cái vị trí luôn nhá. Ồ, vừa đấy hình như mình để ý là phía bên trái là có một thanh niên thì phải, vừa mới chạy ra qua cái vị trí của mình luôn. Từ để bây giờ là mình móc vào cái phía sau để tiếp cận thằng này luôn này. Đâu ấy nhỉ? Ơ, what the hell, rõ ràng mà thấy nó phía trên này. Mình nghĩ là khả năng cao thằng này nó chạy lên phía trên nhà hay sao ấy. Đây chúng ta cứ lên trên tầng chúng ta trích tử phát là biết liền nhá. Mình nghi lắm anh em ạ. Nào kiểm tra mà. Đây ơi, biết ngay mà. Nào, ngồi đây bạn ơi. Rồi ôi. Mình mà chậm một giây thôi là thanh niên bên trái kìa là định cai hết mạng này rồi đấy em ạ. Càng thế không biết nữa. Trong cái thời gọi là thời buổi loạn lạc này, gọi là chỉ cần sống ra cái là mất mạng luôn này em ạ. Đấy, thì nên là có cả cái trang bị gọi là hồi phục luôn này. Nhưng rất tiếc là mình đã mua cái trang bị này rồi. À, bộ lạc bên ngoài kìa. Hai thằng bên dưới, một thằng chạy ra bên ngoài. Bắt con bộ lạc ngày trước này chạy đâu? Mày chạy đâu? Úi dồi, nó chạy vào trong những cái thùng container này thì bố ai mà săn được. Không sao, thì chúng ta sẽ cầm vác cái khẩu tiểu liên MP40 xuống để chúng ta có thể tiếp cận tầm gần những thanh niên luôn nhá. Úi dồi ôi, một thanh niên nữa đã nằm đất rồi. Ui vãi cả chiều luôn, thằng này chưa nịu luôn à. Căng vậy bạn đây. Nào, bạn mày đâu? À, mày chích thua. Mày ở bữa thằng bên phải mày chích thua. Tao nhìn thấy mày rồi nhá. Mày không phải giả vờ đâu. Úi dồi ôi ông ơi. Ai để thôi đấy. Lại thằng nữa chích thuốc. Mẹ bọn này nhà giàu với cả nhà có điều kiện vãi trường luôn đấy. Thằng nào cũng có một cái ống kim tiêm để chích luôn đấy mà. Nghiện là dở rồi các bạn ơi. Nào, thằng nữa đây rồi. Rồi ôi, chip một kill luôn đấy. Thế đơn giản không? Quá là đơn giản luôn chứ gì nữa. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Ok, và ở cái ván đấu tiếp theo chúng ta sẽ tối đa hóa sát thương bằng cái việc ấy, chúng ta sẽ mua cái khẩu trường AK để chúng ta có thể bắn tầm trung với cả bắn tầm xa cho nó tốt hơn mọi người nhá. Đó, mình phải sử dụng cái bộ sửa chữa giáp để đỡ phải mua cái trang bị giáp mới em ạ. Nhà nghèo quá anh em ạ, chứ đâu có đại gia như đội bạn đâu. Đội bạn win 3 trận rồi thừa đống tiền luôn anh em ạ. Kể bây giờ chúng nó có thua mấy trận chúng nó vẫn thừa tiền chúng nó mua gọi là full trang bị đấy anh em. Rồi chúng ta sẽ từ từ tiếp cận phía trên nha. Đây ơi, một thanh niên phía bên phải đang chạy kìa. Nhưng mà mình sẽ câu lựu lên thẳng phía trên nhà đấy. Mình nghĩ là khả năng cao sẽ có một thanh niên trên nhà anh em ạ. Nào, mày ăn lựu đạn đi. Nào. Ăn thêm quả nữa đi bạn này. Ôi, mãi cả trứng nó không trúng luôn anh em ạ. Kỳ lạ thật sự luôn đấy. Thôi, thế chúng ta móc vòng phía sau vậy. Mình nghĩ khả năng cao của quay đến chỗ này. Đây ơi, thì đầu hộp à? Thì túi giấy à? Mày à bữa này về phát đầu luôn, vút tầm quá là chuẩn luôn anh em ạ. Vỗ tay nào. Vậy là bây giờ đội bạn chỉ có một thanh niên cuối cùng trong cái ván đấu này nữa thôi đúng không? Đâu rồi, ông cuối cùng thì em nghĩ là nó có thể là trốn chỗ nào được nhỉ?
các bạn đội của mình đã công hết ở những cái khu vực xung quanh rồi. Khả năng cao thằng này. À đây rồi, đây rồi, trên nhà. Thì ra thanh niên này đã ở trên nhà bạn ơi. À, bây giờ chúng ta lên công phát vút phát đầu phát nó phát là xong luôn anh ạ, xong game luôn. À, dựng keo ạ. À. Dựng keo luôn này, bạn đi làm gì tớ đấy? Bạn đi làm gì tớ đấy? Đây chỗ này có khe hở, chúng ta nhảy lên trên nhá. Nào chuẩn bị. Đây rồi. Mày là bưởi này. Rồi ôi, câu lựu đạn. Câu lựu đạn cho ai ăn đây bạn ơi? Bạn đi câu vào người mình á. Xin lỗi bạn nha. Những cái lúc mà kẻ địch mà nó cầm lựu đạn như thế là các bạn phải xông lên, xông sáo là chơi chúng nó luôn đấy bạn. Không thể nào mà để nó đẻ trứng được. Nó mà câu lựu đạn khỏi tay cái là các bạn cũng lìa đời luôn các bạn nhá. Đấy, ôi chết cha rồi, mua nhầm cái bộ hồi phục nữa rồi. Ê các bạn ơi, có ông nào muốn bộ hồi phục không? Tôi phân phát cho nhà nghèo này. Ê, tôi có thừa tiền tôi mua thêm ai không nữa cho hai ông kia sử dụng luôn đấy. Nhưng mà thôi. Đấy, em thấy chỉ bật chế độ gáy tim nó khác hẳn không? Gọi là ba trận đầu gọi là mình chỉ có chấp địch thôi. Đến cái trận thứ tư ấy, mình mà không lật kèo cái là chỉ có toang đấy em ạ. Nên là chắc phải chơi được thật thôi. Nào, từ bây chúng ta sẽ móc phòng phía đằng sau mọi người nhá. Mình thấy là những cái vị trí ở phía sau thì bình thường là kẻ địch nó khá là ít ra. Nếu mà có ra cũng chỉ ra 1-2 thằng thôi, chúng ta vẫn xử lý được hết anh em nhá. Đấy, thấy gì chưa? Biết ngay mà. Nào, ra đây. Rồi, bắn đi. Bắn đi bạn ơi. Một thiên nhiên ốc, vẫn một thiên nhiên trên nhà ấy kìa. Xử nó thiên nhiên trên nhà nào. Nào, cà sọ. À, tay rồi. Ây da. Căng thế nhỉ. Ê, mặc dù là không bắn được trúng đầu ấy nhưng không sao, miễn là làm cho thanh niên này gọi là bị nốc là ok lắm rồi mọi người ạ. Nào, ăn lựu đạn đi. Ôi chết rồi, bật nhầm tính năng của nhân vật Cholo lên rồi. Và đội bạn thì vẫn còn một thanh niên nữa. Ô, chúng nó vừa mới cứu nhau hay sao à? Vãi cả trường đâu, tôi vừa mới bắn nốc một thằng rồi mà, đúng không? Nào, từ bây giờ đội bạn còn 3 thằng, một thằng bị nốc, hai thằng thì vẫn đang sống nhe răng ra. Đội mình vẫn còn đang 3 thằng sống nhe răng ra. Trời đụ, căng đấy. Còn này tình trạng lật kèo nó cũng có thể là xảy ra ấy mọi người, nên chúng ta phải đề phòng. Vắng quá nhỉ. Bò thì bé tí à, mà không biết là hai thiên nhiên cuối đang chạy đâu nữa. Gọi là kiếm được một cái vị trí núp khá là tốt đấy nhỉ. Nào khoai chỗ này có người không? Không có em. À, đây rồi nha mày ơi. À, mày chạy đây à? Mày định bắn ai? À đâu ấy, mày chạy đâu ấy? Vừa thấy thằng này nó định sụp mình ở đằng sau luôn đấy anh em ạ. Căng thật đấy. Mình mà không để ý cái là vỡ mồm con chó sồi với thằng này luôn. Đâu rồi, ra đây. Đâu rồi bạn ơi? Bạn đâu rồi? À đây rồi, thằng thấy mày rồi này em ơi. Giời ơi, anh vừa mới bắn chú không? Chú lại đường thằng khác nó ra nó cứu à? Mình đã thấy một thiên nhiên cuối cùng đã xuất hiện nhảy vào trong nhà rồi. Đây là cái thằng khác để mình tỏa sáng mọi người, mình sẽ chạy thẳng vào phía trong nhà luôn này. Mày đâu rồi? Mày ra đây nào em ơi. Mày ra đây nào? Mày ra đây nào em ơi? Rồi ôi. À, mày còn ống, mày định trích thuốc à? Định trích thuốc à bạn ơi? Không có chuyện đấy đâu. Từ bỏ đi nhá, bỏ đi mà làm người bạn nhá. Trời ơi, tôi biết ngay mà. Tuổi gì, tôi đã bảo rồi, bật cái chế độ cho anh team lên là chơi nó phải khác bọt hoàn toàn luôn đúng không anh em? Ok, tiếp nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng mua cái bộ sửa chữa giáp là ok, là ổn lắm rồi anh em ạ. Đó, quá là đẹp luôn, 7 quả ống keo dùng từ giờ đến tận cuối đời luôn này em ạ. Ok, vậy là mọi người có thể thấy đây là cái ván đấu quyết định của cả hai team luôn. Chỉ cần là một trong hai team là thắng cái ván đấu này là chúng ta đã có thể là quyết định được ai sẽ là người chiến thắng, team nào sẽ là team chiến thắng trong cái ván đấu này rồi mọi người ạ. Ô, và đội bạn có vẻ như bị bất một thiên nhiên đây em ạ. Chắc là kiểu bị lật kèo nó cay quá nên là nó ao bố luôn, nó bảo mẹ cái team mình ngu vãi cả đại luôn, bố mới làm hết rồi thế mà chúng mày đéo chơi được, chúng mình ngu vãi cả lờ luôn. Đấy, thế là thiên nhiên cay cú thì méo chơi nữa. Và anh em đã thấy là ô, đội mình là cũng có một thiên nhiên đá là làm đất rồi mọi người ạ. Ôi vãi cái trưởng luôn, đang cân nhau à? Xong rồi. Chết. Mấy ông bắn ít thôi, để yên tôi cho tôi xin ít chiến công nào. Rồi mấy ông bắn thế này bố ai mà chơi được. Đây, tôi thấy một thằng trong nhà này. Ê, tôi sẽ không đi theo một cái lối đi của gọi là những người bình thường em nhá. Đấy, đi nhá. Ê, mày canh ở đây này em ơi, trời ơi. Tè luôn, nhiều khi mình đéo tè hiểu được. Canh ở đấy à bạn ơi. Trời ơi, bạn canh ở đấy làm cái gì á? Ây, trời ơi. Mẹ như mày, mày trích thuốc à? Con lợn này. Ui dồi, win luôn rồi nhá. Quá là đơn giản rồi chứ còn gì nữa. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhấn subscribe YouTube. Đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá.